Dạ, em xin kính chào tất cả cô chú và anh chị đam mê hoa lan trên toàn quốc nha. Hôm nay là phiên sáng của ngày 30 tháng 9 năm 2021 nha cả nhà mình nha. Thì hôm nay kênh Lan Rừng Phú Thái của em cũng chiều về lại một số ít lan rừng nha. Hôm nay về quả trắng tháng 8 rất là nhiều nha cả nhà nha. Rồi kiều tím miền Trung nha. Rồi đai trâu nha cả nhà nha. Đai trâu hay gọi là ngọc điểm nghiên xuân đó. Rồi tam bao sắc hoa vàng nha. Rồi Vanda Nguyên Ương, rồi Vẫy Rồng, Thập Hoa, với lại Đại Thảo nha cả nhà nha, với lại Cẩm Báo. Rồi em bây giờ em sẽ giới thiệu sơ qua từng loại nha, giá cả từng loại nha cả nhà nha. Thì đầu tiên là hôm nay về là cái lô trâu bốc trụ này, trâu bốc trụ bản la mít rất là đẹp luôn nha. Đó, thì em bán khoảng giá như mọi khi thôi. Đó, 401 một ký bao ship nha. Thì size cây nó tầm từ 5 cây nha, 5 cây đến 7 cây một ký nha cả nhà nha. Đó. 5 cây đến 7 cây một ký, trâu rất là đẹp nha. Đó. 401 một ký bao ship nha. Cả nhà mình lấy mấy ký thì size mấy cây thì báo em nha. Rồi, đó là đại trâu nha. Rồi qua cái phần Vẫy Rồng cả nhà nha. Vẫy Rồng thì bây giờ rất là nhiều nhưng mà em không có lên đơn được hàng này rất là nhiều á. Vẫy Rồng thì nó là bao đẹp cho cả nhà luôn, hàng rất là đẹp nha. Vẫy Rồng nó là rất là đẹp luôn, thì giá 150 một ký em bao ship nha. Đó, thì em hôm nay mà không có lên đơn được thì cả nhà mua ký thì em bán ký 150 một ký em bao ship nha. Em bán từ một ký mới bao ship được nha cả nhà nha. Rồi bước vô hình số 1 này, hình số 1 thì em có cảm báo nha cả nhà nha. Phần cảm báo là để giá 130 bao ship nha. Một cây này, hai cây này, cây nó nhỏ nhỏ bé bé nha cả nhà, ba cây này, bốn cây này, năm cây, sáu, bảy, tám, chín, mười, mười một, mười hai, mười ba, mười bốn, mười lăm cây nha. Mười lăm cây như thế này giá chỉ có 130 ship luôn nha. Hình số một nha. Và hình số hai thì cây lớn nha cả nhà nha, để giá 160 ship nha. Một cây này, đó, rất là to luôn. Hai cây này, đó. Ba cây này, bốn cây này, đó, cây rất là to luôn nha cả nhà, và năm cây, cây đây rất là to luôn. Năm cây này giá chỉ có 163 ship nha, cây rất là to nha. Hình số 2 nha, năm cây cầm báo nha. Rồi vành số 3 thì vành đa quy ương nha cả nhà nha, quy ương đây một đống này, rất là nhiều luôn, cả nhà mình về thao và ghép luôn. Đó, cũng có những cây lá xếp rất đẹp nha, cũng có hàng về trong này nha cả nhà nha, đây là về về như thế này nha, thì một đống này rất là nhiều luôn nha. Một đống bên đài Nguyên Ương này nhiều lắm, giá 163 ship nha. Hình số 3 nha, cây là xếp rất đẹp luôn nha. Hình số 4 cũng vậy nha cả nhà nha, cũng một đống bên đài Nguyên Ương nha, cũng 163 ship luôn nha. Hình số 4 cũng có hàng về nha cả nhà nha. Nói chung em phân hai phần này đều nhau hết rồi, có cây là xếp này về về như thế này nha cả nhà nha. Rồi một đống này cũng 160 nha, em bao ship hình số 4 nha. Rồi hình số 5, hình số 5 cũng Vanda Nguyên Ương nha. Hàng này em chọn hàng là xếp đi nha, 170 một phần này em bao ship nha. Một cây này xếp rất đẹp luôn nha. Hai cây này, ba cây này, cây này hai ngọn này, bốn cây này, năm cây này, sáu cây này, bảy cây này, tám cây này, cây này mẹ 1-12 con rất đẹp luôn nha. Chín cây này, 10 cây, 11 cây, 12 cây, 13 cây, 14 cây, 15 cây, 16 cây, 17 cây, 18 cây, 19 cây nha cả nhà nha. 19 cây như thế này, hàng lá xếp rục rịch rất đẹp nha, xếp thẳng nha. Giá 173 ship nha. Hình số 5 nha. Rồi quanh số 6, hình số 6 có thập hoa nha cả nhà nha. Hôm nay có 2 ký thập hoa này. Đó, hàng nó rất đẹp luôn nha. 2 ký thập hoa như thế này nha, một đống như thế này 2 ký. Đó. Thân rất là mập nè. Hai ký này để giá 230 ship nha. Đó, thì cứ hai ký là 230 ship. Thập hoa nha, hoàng thảo thập hoa một đống 2 ký đó cả nha. 230 ship. Rồi con số 7. Hình số 7 hôm nay có một phần đại y thảo này cả nhà này. Đó, thì đây là đại y thảo này, thân thì nó rất là giống giả hạt nha. Đó, một về này. Hai về này. Ba về này, bốn về này, năm về, sáu về, bảy về nha. Bảy về đại y thảo như thế này. Giá 163 ship nha, hình số 7 nha. Rồi hình số 8, hình số 8 có combo 3 loại nè cả nhà này.
thì để giá 140 bao ship nha. Đầu tiên là có hồ thảo tích tụ này cả nhà này. Đó, tích tụ thì cái đây nó đang có lụa hoa luôn nha cả nhà nha. Đây là tích tụ nha. Đó, thì viên đây một bó này. Tích tụ này. Đây là hạt vĩ này. Mấy dê hạt vĩ này cả nhà này. Đó. Ở đây mà có ít mấy dê hương vani nhỏ nhỏ nữa nha cả nhà nha. Hương vani này, hạt vĩ này, tích tụ này, ba phần này giá 140 bao ship luôn nha. Viên một đống luôn. Hình số 8 giá 140 bao ship. Rồi quan số 9. Hình 9 hôm nay được 2 kg tam màu sắc hoa vàng nha cả nhà nha. Đó, tam màu sắc hoa vàng thì bình thường nha, 330 ship nha. Con số cây rất là lớn nha cả nhà nha. Đó, nói chung là đây này. Hàng như thế này nha. 2 kg nha. Để giá 330 ship nha. Đa số là cây lớn không nha cả nhà nha. Đó. Đóng là 2 kg nha. Đó. Rồi, 2 kg này giá 330 ship nha. Tam màu sắc hoa vàng nha. Cây hàng cây lớn không nha cả nhà nha. Đó. Hình số 9, 330 ship. Rồi qua số 10, hình số 10 là kiều tím miền Trung nha cả nhà nha. Đây có hai dê kiều tím miền Trung này, hàng thân rất là dài nha cả nhà nha. Thân nó tầm từ 6-70 phân đó. Hai dê này 1 kg nè cả nhà này. Đó, có hai dê rất là đẹp luôn. Hai dê thân rất thẳng rất là dài nha. Hai dê này 1 kg để giá 250 bao ship luôn nha. Hình này bán lỗ luôn nha cả nhà nha. Hình số 10 này hai dê 1 kg rất là nặng luôn. 250 bao ship. Rồi qua số 11 hình này có 3 dê 1 kg này. Đó. 3 dê 1 kg rất là đẹp luôn. 3 dê này nó quá đẹp luôn nha. Thân toàn là thân tơ không nha. Thân già tiệm cắt tí hết rồi. Đây 1 kg này, thân dài này, chiều dài tầm từ 60 phân nha. Giá 330 bao ship nha, hình số 11 nha. Rồi qua số 12. Hình số 2 cũng 1 kg này. Đó, hình này ký này có 4 dê nha cả nhà nha. Đó, toàn bộ là hàng thân lá không nha. 4 dê này 1 kg. Chiều cao nó tầm từ 40 phân nha, 40 đến 50 phân. Thì cái đóng này 4 dê 1 kg này. Đó, có những dê rất đẹp luôn cả nhà. Thằng lá không. Rồi để giá 330 ship luôn nha. Hình số 12 nha, cũng 330 ship 1 kg. Rồi qua số 13. Hình số 13 đây cũng 1 kg này, hàng thân ngắn thân tầm 30 phân nha. Một đây có dê này, một dê này. Đây hai dê nữa. Hai dê bánh em chừng đỏ dính chung là hai dê. 3 này. 4 này. 5 này. 6 dê. Nói chung 6 đến 7 dê gì đó. 1 kg cái đóng hàng thân lùng rồi nha. 1 kg giá 330 ship nha, kiểu rất là đẹp nha cả nhà nha. Thì thân lá rất đẹp luôn. Thì 330 ship, hình số 13. Rồi bắt đầu hình số 14. 14 thì hiện có quế trắng tháng 8 nha, quế giống nha cả nhà nha. Quế giống là xếp cây nó bé bé như thế này mà xếp rất đẹp luôn nha. Đó, quế giống. Những cây xếp rụt rịch rất đẹp luôn, cây tuy nó bé nhưng mà xếp rất đẹp bằng 30 cây nha. 30 cây quế giống như thế này. Giá 273 ship nha. Em bán như một cây thôi, 273 ship, hình số 14 quế giống. Em có hai phần nha. Phần nào cũng như phần đấy nha, những cây xếp rụt rịch luôn cả nhà này. Quế này quế giống nha, cây nó bé bé như thế này nha cả nhà nha. Thì cả nhà cũng lưu ý giúp em. Đó, thì cây em quay sao lại bán vậy nha, cây nó bé thì mới bé nha, hàng giống mà. Rồi 30 cây 273 ship, hình số 14 có hai phần. Rồi qua hình số 15 cũng quế trắng tháng 8 nha cả nhà nha, dòng lá lướt nha. Hàng này thì em bán hàng ký nha, nói chung quế lướt là em bán hàng ký. 1 ký như thế này thì giá 270 em bao ship nha. Đây là cũng quế trắng tháng 8 luôn nha cả nhà nha, mà dòng thằng lá lướt, thằng lá lướt thì 270 1 ký em bao ship. Hình số 15 có 3 kg nha. Đó, nói chung là phân đều hết rồi, phần nào cũng như phần đấy nha. Đó, mỗi phần như này là 1 kg này. Rồi hình số 16, hình số 16 đây cũng quế trắng tháng 8 nha, hàng là xếp nha cả nhà nha. Thì em để giá 250 em bao ship này, gồm có một cây này, hàng là xếp nha, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 cây này, hình này 7 cây nha cả nhà nha. 7 cây quế trắng tháng 8 là xếp như thế này, giá 250 bao ship nha, hình số 16 nha. Đó, 7 cây. Rồi qua số 17. Hình số 17 thì anh em để giá 250 bao ship nha. Hình này thì có 10 cây nha. 1 cây này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 này, 8 này, 9 này và 10 cây. 10 cây như thế này. Hàng là xếp như thế này nha. Cây nó nhỏ nhỏ nha. 250 bao ship, hình số 17. Rồi qua hình số 18.
hình số 18, hình này em để giá 233 ship nha. Hình này cũng có 10 cây nha. Thế nó hơi công công gì cả nhà, mình giúp đuổi vòng 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 này, 8 này, 9 này, 10 này, và 11 cây. Hình này 11 cây luôn nha cả nhà nha. 233 ship nha, hình số 18. Hình số 19 cũng 233 ship luôn nha. Hình này có 1 cây này, 2 cây này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 này, 8 này, 9 này, và 10 cây. Hình này 10 cây nha. 10 cây quế trắng tháng 8 như thế này giá 230 ship nha. Hình số 19 nha. Rồi qua hình số 20. Hình số 20 hình này em để giá 250 ship nha. Hình này cây không được đẹp nha cả nhà nha, mà em để làm phòng một đống rất là nhiều luôn nha. 250 ship. Một cây này, 2 cây, 3 cây, 4 cây, 5 cây, 6 cây, 7 cây, 8 cây, 9 cây, 10 cây, 11 cây, 12 cây, 13 cây, 14 cây, 15 cây, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 cây. Đóng này 22 cây luôn nha cả nhà nha. Một đóng này rất là nhiều luôn. Giờ cả nhà mình lấy giống ghép nha, 250 ship nha, hình số 20 nha. Rồi qua hình số 21. Hình số 21 hình này để giá 273 ship nha. Có 5 cây hàng thi công, giờ cả nhà mình ghép lúa nha, cây rất là lớn nha. Đó. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này và 5 này, nói chung là chặt quá. Em phân 5 cây. 5 cây hàng thế như thế này. 273 ship nha, hình số 21 nha, cây rất lớn nha cả nhà nha. Đó là hình số 27. Hàng rất là tươi như thế này nha cả nhà nha. Đó, tươi bạc xanh luôn. Rồi qua đây là hình số 21 nha cả nhà nha, 27 nha. Hình số 22, hình số 22 hình này để giá 283 ship nha. Nó nhưng quay với trắng. Hàng thi công xếp trục rất đẹp nha, bản lá dày, lá nhựa. Có lót dày một cây này. Cây đó là lớn nha. Hai cây này, đó, hàng xếp trục bản lá khá to cả nha. Rồi thêm đây một dề ba ngọn nữa này. Đó. Một dề ba ngọn, hàng nó xanh bóng như gì thế nha cả nhà nha. Nói chung hàng tươi nhưng mà em vận chuyển tới tay cả nhà mình mất 3 bốn hôm thì cây nó có khả năng nó hơi bị mất nước tí nha. Dề này ba ngọn này, hàng xếp trục này, bản lá khá dày khá to nha cả nhà nha. Ba cây này. Giá 283 ship nha. Hình số 22 nha. Rồi qua hình số 23. 23 hình này em để giá 223 ship nha. Cũng với trắng tháng 8 luôn nha cả nhà nha. Một cây này, à, hàng thế công công nha. Một này, hai này, ba này, bốn này, cây này hai ngọn này, năm này, sáu này, bảy này, tám cây. Cây này cũng hai ngọn nha. Tám cây này, tám thế công này. Về cả nhà mình ghép cho tụ lũ tròn nha. 223 ship nha. Hình 23. Rồi qua hình 24. Hình 24 hình này em để giá 230 ship nha. Đây hàng về nha, đây có một về này, 3 4 ngọn cả nhà này. Đó, luôn trầm luôn nha. Ở đây có một về nữa này. Cũng 4 5 ngọn luôn nha. Đó, hai về này. Ở đây có một về nữa này. Về này 2 3 ngọn nha. Đó thì ba cái về này, về cả nhà mình. Tiếp giá 230 ship nha, hình số 24 nha. Đó. Rồi qua hình số 25. Hình số 25 hình này để giá 330 ship nha. Đó. Một cây này. Hai cây này. 3 cây này, 4 cây này, 5 cây này, 6 cây này, 7 cây, 8 cây, 9 cây và 10 cây. Hình này 10 cây nha, 10 cây quay xếp như thế này. Đó, giá 330 ship nha, hình này 10 cây nha. 10 cây như thế này nha, giá 300 nha. Em bao ship nha, hình số 25 nha. Rồi quanh số 26. Hình số 26 hình này để giá 323 ship nha. Hình này thì có 7 cây nha cả nhà nha, 7 cây rất là lớn luôn. 7 cây lá xếp như thế này. Giá 323 ship nha. Đó. Rồi, hình số 26 là 7 cây 32 nha. Đó, cây khá to cả nhà. 4 5 6 và 7 cây. 7 cây này giá 320. Em bao ship luôn nha.
hình số 26 nha. Rồi hình số 27. Hình số 27 hình này có 5 cây để giá 270 bao ship nha. Một cây rất là to luôn cả nhà. Hai cây này. Ba cây này. 4 cây này. Và 5 cây. Đó, 5 cây. Như thế này, giá 270 bao ship nha. Hình số 7. Hình số 28. Hình số 28 hình này cũng 270 bao ship nha. Hình này có 7 cây nha. Một cây này. Hai cây này. Ba cây này. 4 cây này. 5 cây này. 6 cây này. Và 7 cây. 7 cây như thế này. Giá cũng 270 bao ship hình số 28 nha. Hình số 29. Hình số 29 này thế này, thế cầm giúp lúa nha cả nhà. 260 bao ship nha. Một cây này, đó, hàng thế cầm. Một cây này. Hai cây này. Thế nó cầm như thế này nha. Và ba cây này, cây này mẹ con này cả nhà. Con lên này. Ba cây này. Đây cây này là 4 cây này, cũng thế cầm luôn nha. Và đây cây nữa 5 cây này. Đó. Thì 5 cây này giá 260 bao ship nha. Hình số 29 nha. Rồi hình số 30. Hình số 30 hình này để giá 180 bao ship nha. Một cây này. Hai cây này. Ba cây này. Đó, cái này thế nó cong như thế này. 4 cây này, cái này cũng thấy cong như cái này nha. Và 5 cây. Đó, cây này lá nó hơi bị dập dập nha cả nhà nha. Đó. Mà lá ngọn thì vẫn ok nha. 5 cây này giá chỉ có 180 bao ship luôn nha. Hình số 30 nha. Hình số 31. Hình số 31 hình này em để giá 280 bao ship nha. Hình số 31 nha. Có 5 cây xếp ruột quá đẹp nha. Một cây này, đó. Hai cây này. Hàng rất là xanh tươi nha. Ba cây này. Bốn cây này. Đó. Và 5 cây. Hàng rất là tươi nha, rất là bóng nha cả nhà. 5 cây như thế này. Giá 280 bao ship nha. Hình số 31 nha. Hình số 32 hình này để giá 250 bao ship nha. Có 3 cây này. Xếp rất đẹp luôn cả nhà. Đó, 3 cây này cả nhà mình vuông chậu nha. Vuông chậu nó quá đẹp luôn. Đó. 3 cây này. Giá 250 nha. Em bao ship nha. 3 cây này vừa cả nhà mình vuông chậu. 250 bao ship hình số 32. Hình số 33 thì hình này em để giá 300 bao ship nha. Hình này có 7 cây nha. Sao xếp rất đẹp nha. Xếp rất đẹp. 1 này. 2 này. 3 này. 4 này. 5 này. 6 này. Đó, cây này rất đẹp, một lá trên nó hơi dập như cả nhà nha. Và 7 cây. 7 cây là xếp như thế này. Giá 330 ship nha, hình số 33 nha. 330 ship gồm cả 7 cây. Rồi qua hình số 34. 34 hình này cũng 330 ship nha. Hình này có 5 cây nha, cây rất lớn đó nha. 1 này. 2 này. 3 này. 4 này. Và 5 cây. Đó. 5 cây lớn như thế này. Giá 330 ship nha. Hình số 34 nha, cuối tháng 8 nha cả nhà nha. Đó. Hình số 35. Hình số 35 hình này để giá 250 bao ship nha. Có 1 cây này. 2 cây này. Đó, cây này lá chân còn rất đẹp luôn cả nhà. 2 cây này và đây một cây nữa là 3 cây này. 3 cây này vừa cả nhà muốn vô chậu nữa. 3 cây rất là to nha. 250 bao ship nha. Hình số 35 nha. Rồi qua hình số 36. Hình số 36 hình này cũng 250 bao ship luôn nha. Đó, hình này có 1 cây 2 ngọn này. Đó, rất là đẹp luôn nha. Đây cây nữa là 2 cây này. Đó, cây rất là lớn luôn. Lá này thì nó bị so rừng đó nha. Đây cây nữa là 3 này. Đây cây nó là 4 này. Hàng lại xếp vào điểm nha. Đây cây nó 5 này. Đó. Và đây cây nữa 6 này. 6 cây như thế này. Giá 250 bao ship nha. 6 cây và 7 ngọn nha. 250 bao ship nha. Hình số 36 nha. Rồi quên số 37. 37 em có 10 cây. Hàng nhỏ nhỏ mà xếp được rất đẹp nha. Giá 270 bao ship nha. 1 cây này. Hai cây này, đó, xếp lục rất đẹp nha. Ba cây này. Bốn cây này. Năm cây này. Sáu cây này. Bảy cây này. Tám cây này. Chín cây này. Và 10 cây. Đó, 10 cây xếp lục như thế này nha. Giá 270 bao ship nha. Đó, 10 cây này giá 270 bao ship hình số 37. Hình số 38 hình này với giá 250 bao ship nha. Cuối tháng 8 nha cả nhà nha. Một cây nè.
Cây tiêu nhỏ nhỏ nhưng hàng rất đẹp nha. 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 này, 8 này. Mấy cái lá này là nó tím nha cả nhà, chứ không phải nó bị hư luôn nha cả nhà nha. Lá nó tím đó. 9 này. Đó, lá tím rất đẹp nha. Và 10 cây. 10 cây như thế này giá 250 bao ship nha, hình số 38 nha. Rồi bao hình số 39. Hình số 39 này em để giá 230 bao ship nha. Có một cây này. Đó. Hai cây này, đó, cây này bằng lá rất là to luôn nha. Chụp được luôn 3 này, 4 này và 5 cây. 5 cây như thế này. Giá 250 bao ship nha. 5 cây cuối tháng 8 như thế này, hình số 39. Chụp được rất đẹp nha. 230 bao ship nha. Hình số 40 hình này em để giá 250 bao ship nha. Đó, có một cây này, rất là đẹp luôn nha. Hai cây này, đó, cây rất là to luôn, và ba cây. Ba cây này phải được cả nhà mình vô chậu nha. Ba cây này xếp rất là đẹp luôn, xếp được rất đẹp luôn. 250 bao ship nha, ba cây. Rồi, hình số 41. 41 hình này em để giá cũng 250 bao ship luôn nha. Có 1 2 3 4 5 6 7 8 cây. À, 8 cây hàng là xếp như thế này. Xếp đục nha cả nhà nha. Cây này nhỏ nhỏ mà xếp đục các điểm luôn. Đó. 250 bao ship nha, cho 8 cây này, hình số 41. Chặt quá. 250 bao ship nha, cho 8 cây xếp đục các điểm luôn. Hình số 42. 42 hình này có 6 cây, 5 cây, 6 cây. Đó, 6 cây hàng nha, cây nhỏ nhỏ mà xếp đục như thế này. Nhìn rất là đẹp luôn nha. 250 bao ship nha. Hình số 42 nha, có 6 cây, 250 bao ship. Rồi hình số 43. 43 hình này em để giá 350 nha. Có hai cây rất là to cả nhà. Cây này mẹ con này. Đó, cây này bằng lá khá to luôn nha cả nhà. Xếp rất đẹp luôn. Cây này rất là to luôn, một mẹ một con. Giờ cả nhà mình vô gấp cái cây mình vô dưới chân đó. Vô thành một chậu luôn. Rất là đẹp luôn. Đó, một chậu như thế này. Đó, một chậu hai cây như thế này nha. Đó là một cậu đứng rất là đẹp luôn, giá 350 bao ship nha. Hai cây rất là to nha, hình số 43 nha, cái này quá đẹp quá nha. Đó, 43 350 bao ship cho hai cây này, hình số 43. Rồi thì viên sáng hôm nay được 43 hình, cả nhà mình sưu tầm được hình nào thì alo cho em nha, số điện thoại em có để trên tiêu đề cả nhà. Em cảm ơn tất cả mọi người đã xem clip, em chào tất cả mọi người ạ.